giờ anh em mình đi test cái cả nhà. Em mình xuống chích nha cả nhà. Cái gì nè, cái loại nhà ơi. Cái gô của Suki á. Nó lóc con trời. Nó nổ lên không chết trời. Sống chết. Cái lóc này cả nhà. Quay gì? 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 Quay đã, cái lóc đồng nghe nha. Chết queo rồi. Đó, đó ừ đó. Chết queo rồi. Rồi, cá lóc cả nhà ơi, lóc đồng nghe cả nhà. Lóc cũng 300 g. Đây nữa không mình lội xuống cái nhà. Cái lóc hết trời à, quá ngon rồi. Trời ơi trời. Cá đi theo nước ra. Còn chết đó. Go.
cái đây ơi con như trước rồi lương trời đã lương mượn ớt đâu đó ngay tim đó đó cái chạy nè ghê nó con gì chuối đó đó vô chạy rồi chạy rồi ở ừ, đó đó có đi chạy rồi tim nè thì có gì không mới đặt hả? Lớn rồi nha.
câu lắp nghe nha. Nghe mình nó về cả nhà ơi, về giờ lại xin người muốn về nấu ăn chua cá này nghe cả nhà, lại xin người muốn giờ nè, được nhiều cá này cả nhà, quá trời cá luôn cả nhà ơi, cá lóc quá trời luôn rồi, bữa nay trúng mánh này cả nhà ơi, nước bữa nay rút khô không muốn khô rồi. Em mình xịt cá lóc quá trời rồi. Rồi video mình cũng tới đây tới dài cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha.